Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay mình đi tới cống ngăn mặn nè. Cống này thuộc cống cái quanh xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Cống chuẩn bị sắp mở. Bữa nay máy cắt vô đặng đồng cũng mới mở các bạn. Cái này cũng hơi khá đông nha. Rồi mấy người giữ cống người ta kêu dời đi cha chống đường đặng ta ra trong ga nha các bạn. Đó, đường cốt này chuẩn bị dời đi nè. Đặng ra cũng như là dọn đường cống này chuẩn bị mở. Ga này cũng dời luôn. Rồi cống đã mở ra, máy cắt nó bị quay ngang các bạn. Nước chảy quá ngập ra lộn xộn hết trơn ơi. Rồi nước nước quá chảy nó quay ngang rồi các bạn ơi. Rồi dính vô cái ghe này bê tắp vô nữa rồi. Quá trời lộn xộn mà các bạn, nước nó chảy nó bị quay ghe tàu vậy. Gói rồi các bạn. Quá trời, dòng cục luôn rồi các bạn. Cống mở ra lên gần hết nè các bạn, cũng khoảng cả 2 mét mấy rồi nè. Mà bữa nay mở nước ròng á. Dứt ra xong là xong ra nè. Dứt ra xong ra. Chạy ra ngoài luôn coi. Rồi mở ra nước nó chảy mạnh thì nó quay ngang không rồi các bạn. Ghe cột cũng chắc á. Lấy dây cột kia đó chẹt lại hết coi. Ê! Ra ngoài luôn đây. Quậy vậy. Chiếc cô đó kìa. Mày đi ra đây. Cho người ta trong ra còn mấy là ở đó luôn đó. Quậy vậy.
cuộc đó luôn đi, rồi làm gì mà nhắc nhắc cho hoài vậy? Chứ này ghê cái nè. Khoan đi, nó ra nó đụng à. Chiếc này nó quậy quậy không à. Ở trong ra hết thì giờ tới ở ngoài vô nha các bạn. Bị sóng đánh nó chạy nhảy lên bờ không các bạn, nhảy lên tan không à, vô phương rồi, quá trời nó chạy rồi.
chạy văng cái chặt lên bờ luôn, không ra được luôn. Hồi nãy đi chung với anh em đó mà người ta ra rồi, người ta đi rồi mà chặt nó ra không được luôn các bạn, bị sóng đánh gặp vô không à, chạy ra không được. Nó chẹt mấy cắt này nè, nãy giờ là nhảy lên bờ không nè, bị sóng tàu chạy ngang các bạn, ra không được luôn. Rồi có một chiếc nào hư giật lên cho ta đi đi. Rồi nguy hiểm quá, chiếc máy cắt này bị máy hư vậy các bạn, mới lên tới đây rồi hư đi giật vô đi. Rồi máy hư rồi, quăng dây cột rồi các bạn. Trời mịt mù quá trời. Cái sắt này người ta vô lấy lúa nè các bạn, làm lúa không?